Xét xét cái đề đề đề
cái này em sẽ làm sau này nó có sẵn. Chỉ một cú click đi.
xong rồi đó. Vậy thôi, chạy Facebook là cũng chạy kiểu đó. Cách nó xét khác. Không, đây là Google. Đây là mới con cái thôi. Đây là bạn tìm kiếm. Một lần chạy là khoảng bao lâu? Chạy bao lâu? Nó tính có tính cái gì một thời gian mình chạy. Không tiền hết, không tiền. Có hình ảnh sau khi cài xong không đó là video luôn nhất là đối tượng cái độ tuổi trẻ đâu đi nhà máy này từ 8 đến 24 bắt đầu đủ tiền mua rồi bỏ nó ra như là bớt đi. Để với độ tuổi này chúng ta biết nghe không cho nên test lại cái quảng cáo tức là sau khi mình chạy xong cho con đúng không coi thử quảng cáo nó được duyệt hay chưa để xem xét cho nên nó duyệt là nó chạy chưa đó là khi nó chạy thì mình coi cũng có một lúc nó mới đầu cũng như là mình cũng như mình cho nó chạy khoảng thời gian nào thì như mình đâu đây là thời gian cài đặt kiểu như mình sẽ từ 7 giờ đến 9 giờ đêm mà cứ tới đó là mình phải chọn đúng cái múi giờ này nha rồi tám 5 giờ rưỡi rồi 8 giờ sáng chứ 8 giờ đến 10 giờ là lít tạch dữ lắm tin tạch lít cho lít tạch đó à, nó lít vô mà nó mua hàng á mấy đối thủ mình à ngày nó sẽ 10 giờ đến 14 giờ học giờ 1 giờ 3
số đối tượng mà họ có tiền. Rồi sau này một chạy thì em thấy có nhiều cái từ khóa tào lao á, có thể là từ khóa cố định sẽ loại bỏ. Ở đây điều chỉnh này, điều chỉnh đến không ở đây thiết bị thì trong cái điện thoại di động. Sao cho nó trên điện thoại di động cái tính bảng nó luôn được số 1. Xong rồi đó. Ở trong này nó còn có cái phần là loại từ IP. IP từ IP đúng không? Đúng rồi. IP đây là vị trí dịch này. Không hiển thị đây là nó chưa có xét gì nhá, quảng cáo đang xem xét bên trong từng trạng xem xét.